Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu các bạn video hướng dẫn thay mới phím nguồn, phím âm lượng của BlackBerry Poster Design P982 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến điện thoại BlackBerry Poster Design P982, gặp các sự cố liên quan đến phím nguồn, tắt bật màn hình bị lỗi không tắt bật được, phím âm lượng, điều chỉnh âm lượng không tăng giảm âm lượng được, quý hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để tư vấn hướng dẫn thay mới phím nguồn, phím âm lượng dành cho BlackBerry Poster Design P982 của quý khách hàng. Thông tin thêm về tất cả link phụ kiện, dịch vụ sửa chữa điện thoại BlackBerry Poster Design P982, quý hàng vui lòng truy cập website hoặc gọi điện đến đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại BlackBerry Poster Design P982 của quý khách hàng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry hàng đầu hiện nay.